Không, bắt đầu. Xin chào, chào mừng các bạn đến với Trần Gia Bảo. Tên tôi là Trần Gia Bảo và tôi đang thử chiến thuật vừa vừa ngậm kẹo vừa đọc bằng cửu chương 2. Chắc các bạn sẽ thích lắm. Giờ đây tôi bắt đầu đọc. Đầu tiên cần phải đọc đọc thuộc bảng nhân 2 đã. Thứ hai, nhậm kẹo nhẫn nhịn. Và tôi đã bắt đầu đọc rồi. 2 nhân 1 bằng 2, 2 nhân 2 bằng 4. Đọc lại nhé. 2 nhân 1 bằng 2, 2 nhân 2 bằng 4. 2 nhân 3 bằng 6, 2 nhân 4 bằng 8, 2 nhân 5 bằng 10, 2 nhân 10. À 2 nhân 6 bằng 2 nhân 6 bằng 12, 2 à 2 nhân 7 bằng 14, 2 nhân 2 nhân à